Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay shop mình xin giới thiệu một loại mồi câu lua mới, đó là mồi Duo Popper 64 của hãng Duo International nha. Đây, con mồi này thì được sản xuất trực tiếp tại Nhật Bản. Con mồi này dài 64mm, nặng 9g. Bên trong thì nó có các cái hạt bi này. Đó, khi mà mọi người câu lua, kéo lua thì nó sẽ tạo ra cái tiếng động để thu hút con cá của mình. Giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn về con mồi này. Nó cận cảnh đây. Con mồi này thì có hai cái lưỡi ba tiêu size số 6. Phía đuôi thì có lông vũ này, kim tuyến thì nó sẽ tạo ra cái phát quang khi mà mọi người câu buổi tối. Cái phần nước sơn của màu rất là đẹp. Đó. Nó có thể chuyển màu từ, mọi người thấy từ cái bộ phần thân màu đỏ này. Đó, có các cái hạt đó, nước sơn rất là đẹp. Thì ngoài cái màu này thì shop mình còn về rất là nhiều màu khác, mọi người có thể nhìn rõ ở đây đó, màu trắng hồng đó, có kim tuyến luôn, màu trong, màu đỏ vàng, màu xanh đó. Mọi người có quan tâm tới mồi Duo Popper 64 thì hãy để lại bình luận ở bên dưới video, hoặc có thể gọi trực tiếp cho số điện thoại mình để bên dưới để có thể được tư vấn rõ hơn. Shop mình đồ câu Finmax có shop ship hàng trên toàn quốc, giao hàng, kiểm tra rồi thanh toán, nên mọi người có thể yên tâm đặt hàng nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.